Nữa nào. Ra, ra luôn, ra. Ui giời ơi, phê đúng không? Ska cổ đại này. Yeah. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sụpsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello anh em, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Đó, theo yêu cầu của anh em fan, anh em bảo là cái vòng quay mới ấy có Ska cổ đại. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ xem chỉ số của nó đã công ạ. Chỉ số tốc độ bắn tăng 2, tầm xa tăng 1. Không phải là một cây súng quá mạnh như Ska Titan, nhưng mà anh em thích không ạ? Hôm nay là tôi có 25.000 kim cương. Thế thì đập thôi anh em, ngại gì nhở? Quay nhá. Quay 10 vé là anh em được khuyến mãi một vé mà. Ok, chơi luôn. Đồ ngày không ạ? Ra luôn nhá. Ôi, tôi tưởng ra luôn chứ không. Ui dồi ôi, toàn không ạ. Tôi tưởng ra luôn chứ, có 3 vé free này. Nữa nào. Ra, ra luôn, ra. Ui dồi ôi, phê đúng không? Ska cổ đại này. Yeah. Lúc nãy là 25k kim cương. Đấy, công ạ. Bây giờ tôi còn tận 23k cơ mà. Trời ơi, mất chưa tới 2k kim cương nhá, quay được luôn nhá. Yo, phê dã man. trang bị thôi mọi người ơi. Skin súng mới này. Đâu rồi ta? Ska nó ở dưới đúng không ta? Tôi không nhớ nữa, kiểu nhiều skin quá lú không ạ. Đây, Ska cổ đại nhá. Yo, xịn đâu. Ông nào bảo với tôi không xịn đi, skin súng mới mà lại. Đấy, ngon cơm luôn. Yes. Chiến ơi anh em ơi, vào đấu rank test luôn cho đồng máu nhá. Anh em ơi, nếu như mà các bạn thấy những cái nội dung video trên kênh của Kẹo hay ấy, thì các bạn đừng quên đó là hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Tức là mỗi khi mình đăng video mới nó sẽ hiện thông báo đến với anh em đó. Được rồi nhá, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn ạ. Ôi, đứng đầu thẻ vô cực. hôm qua tôi mới mở full thẻ vô cực á, hôm nay vẫn đứng đầu nè. Hành động mới, quăng dây. Yo, yo. Úi dồi ôi, có bạn nào quăng dây với mình không ạ? Yes. Kiếm cái AK xài tạm nhá. Lát nữa mà có Ska mình đổi qua Ska sau. Chứ bây giờ đầu trận công bảo tôi kiếm Ska thì tôi đào đéo đâu ra được công ạ. Đúng không? Sao mình biết kể kiếm ấy? Mình có xài kiểu cận chiến bao giờ đâu đúng không? Yes. Tôi nghĩ là cái P90 để bắn dễ hơn đó. Thế xài P90 nhá. Cái cây Thompson kia cũng ngon, nhưng mà mình kiểu mình chưa quen lắm nên là thôi, chắc cũng không chơi Thompson đâu. Úi ôi mấy chú ơi. Mấy chú làm gì mấy chú quẩy mạnh thế? Ui. Từ từ mấy anh ạ, em qua ngay đây. Đang khá là im công ạ, khá là im. Kiểu như là vừa hạ gục nhau xong sau là chúng nó ngồi lút đồ ấy. Tôi lạ gì nữa. Quen mẹo ở đây đúng không? Bên này. Chính xác bên này luôn. Mình nghe mà, anh nghe mà. Ui rồi. Anh ơi em còn tí máu. Vãi cả. Nó làm mình sợ vậy. Cái hòm xác mình tưởng là mình cơ, thế đâm ra là lúc nãy không dám chạy qua mọi người ạ. Rồi nhé thanh niên. Có Ska này. Được rồi. Nhưng mà phải kiếm lấy cái ông ngắm 1x cơ. Xong rồi lát tôi test cho các ông nhá. Ska cổ đại này thì bắn nó tăng cái tốc độ bắn lên 2 vạch cơ mà. Tăng một chỉ số tầm xa. Còn đối với là Ska Titan ấy thì nó sẽ tăng thêm một cái chỉ số sát thương và 2 chỉ số tốc độ bắn. Theo như mình nghĩ là Ska Titan nó vẫn ngon hơn, nhưng mà hôm nay test thử xem là cây cổ đại nó làm sao đúng không? Tốn tiền khô máu mua rồi thì bây giờ lại bảo là không test đi đúng không? Yes. Úi dồi ôi, quả đánh lái.
Chất con mẹ nhà bà Lượng, ôi. Tôi tưởng là mất tiếng xe cơ, thỉnh thoảng kiểu game mà lỗi mà. Nhưng mà hôm nay thì vô tư, có bị mất tiếng xe đâu mà phải lo. Nào. Ôi đừng. Riêng tôi tổ lái thì nó ở cái tầm gọi là chất chơi người rơi rồi. Ba lô 1 à? Quay lại. Ấy có ba lô 2 này. Ui anh ơi. What the fuck man. Có thấy mình rồi đúng không? Mày này. Bây giờ nha, mình đứng tầm xa này để bắn để test Scar cổ đại nha anh em. Tao sợ mày quá. Xuống đây. Chắc là nó sẽ không xuống đâu. Không xuống thì tôi lên đúng không? Tôi lại phải ngại bạn cơ. Tôi lại ngại bắn quán. Ui, vô đầu nhá. Hay. Được chưa? Rồi này. Mình có mỗi 2 quả lựu choáng thôi. Câu qua được, câu smoke qua. Lựu choáng này. What the fuck man. Yeah. Vẫn chưa có cơ hội kiểu bắn nhiều cây Scar mới á mọi người. Scar cổ đại á. Đứng gần này cầm Scar cổ đại bắn có mặt tôi toang sớm. Để tôi lấy con xe nhá. Xong rồi tí nữa tôi sẽ giữ khoảng cách với thằng địch còn lại. Xong rồi dùng Scar cổ đại giã nó không ạ. Nhưng mà thằng này có móng keo đấy. Nó vẫn có. Ngon cơm luôn nhá. Rồi. Anh em hãy theo tôi nào. Rồi. Chắc là. Ui mẹ. Mày ở choi đúng không? Bố biết thừa rồi con ạ. Yên tâm, đèo bán được vỡ đâu. What the fuck man. Ui ghê quá. Được rồi. Mày. À tưởng trên choi. Gặp Scar cổ đại. Nó lên choi. Mày tin mày gặp Scar cổ đại mày tắt hiện không? Cái đầu nó thì nó không lòi lên anh em. Cái đầu đúng không? Đây có phải cái đầu không? Không phải. Ôi bạn ơi. Sao bạn làm như thế? Không được. Thanh niên này. Thôi. Nó chơi nhây với tôi cậu ạ. Pha này là nó chơi nhây với tôi mới bom 1 thôi mà. Đéo phải chạy lên tròi thế. Kiểu cắn trộm ấy cậu. Nó vừa cắn trộm thôi xong bây giờ nó chạy lên tròi ấy. Thôi bạn ơi, bỏ đi bạn ơi. Tao đùa với mày đấy à? Cái méo gì thế? Trời ạ. À. Thôi, lại hồn ông ơi. Game sinh tồn mà ông làm cái méo ấy. Gọi thính thôi. Anh em nghĩ là với cái thính này có thể dụ được nó không? Chắc là nó đéo qua đâu nhưng mà. Mẹ nó bắn nổ xe của tôi kìa. Cay cú thật sự. Bố mày qua đậm thính ấy làm gì nhau đâu. Qua đậm thính ấy làm gì nhau đâu. Bố mày lại sợ. Mày quá cơ. Mày biết bố mày là ai không? À, nó chạy xuống dưới. Mày này. Úi ôi. Thật sự là Scar cổ đại thì mình đánh giá một chút đi. Đó là cái tầm xa của nó bắn khá là tốt. Thế nên là lượng đam ở tầm xa bắn vô cùng ổn định mọi người nhá. Ngon rồi mà. Ui anh ơi em biết lỗi rồi mày. Sợ bãi trưởng dài chứ. Xấy luôn một keo. Nó chạy đâu nhỉ? Nó chết chưa? Hình như thằng trên tròi hạ nó rồi hả? Ui. Cái thằng trên tròi này là cái thằng nguy hiểm này không này. Chết mẹ tôi rồi. Anh trên tròi anh đừng bắn em nhá. Pha này nó bắn là mình bị kẹp luôn này. Tôi nhớ là vẫn có thằng trên tròi đấy. Thôi. Chạy nhanh. Không chạy để có mà. Tôi toang vụ này à. Đúng rồi, tôi thấy là thanh niên kia chiến thuật thủ tròi khá là hợp lý. Thế nên là có khi là trận này mình cũng ngồi đây nhá. Mày chết chắc rồi con ạ, mày qua đây. Tôi chờ cái thằng nó vừa cắn trộm thôi. Hình như ở phía 165 ấy. Mày qua đây là mày xác định với tao rồi nhá. Thôi tôi đi nhá, tôi đi tôi kiếm mon tôi chắc cho anh em nhá. Quên mẹ đi anh em, tự nhiên kiểu hôm nay đang chơi game nhập tâm quá. Phải kiếm mon tôi chắc nữa mà. Bo này bo mấy còn chưa kiếm được mon tôi chắc. Lú vãi lú. Lú như con cú luôn. Còn có chục đứa nữa. Nhưng mà kiểu thôi cứ lên thử mấy cái tia sáng vàng xem. Bởi vì là có thể là thính hoặc có thể là xe mà mọi người mà. Rồi nhá. Cái khó ở chỗ đấy là con xe motor chắc ấy thì nó chỉ rơi ở thính thôi mọi người. Nên là lại thính à. Tôi muốn xe cơ. Đồ đáng ngon lắm rồi, nhưng mà nếu có cái giáp mới thì cũng ok thôi.
thêm cháo bông keo này. Ổn ổn ổn. Ổn áp phết không ạ? Cha tôi xuống dưới kia xem nhá. Giờ tôi kiếm Monster Truck thôi. Quên. Hôm nay là nói với anh em kiếm xe rồi. À đây đây đây. Úi phê quá. Ôi dồi ôi. Có người không đấy, có người không đấy? Thanh niên nào đang chạy đây? Thanh niên nào đang chạy đây? À, tôi có giảm thanh rồi, tôi có giảm thanh rồi. Không lo lắm cậu. Nhưng mà xe kia nổ rồi à. What the fuck. Người ta mới nhìn thấy con xe đây mà gì đã nổ sớm ấy. Trời ạ. Tôi thấy có một thằng đang chạy ở bên dưới rồi đấy. Kiểu lúc nãy mà tôi thấy mà. Ôi, xe nổ mẹ rồi. Mẹ à mày. Thằng nào bắn xe nổ cay thế nhỉ. Kiếm xe khó quá mọi người ơi. Đẹp. Ui đẹp. Ui sợ quá. Ui sợ quá nhá. Mọc. Ui Scar cổ đại. Tôi không xoắn gì đâu. Scar cổ đại bắn xa ngon mà anh em. Tăng một tầm xa mà. Một tầm xa hai tốc bắn thì chỉ số nói chung là. Chỉ số nói chung là cũng ổn áp, cũng ngon. Nó chạy xuống dưới không? Chạy xuống dưới đây. Chạy xuống dưới. Má thằng này vẫn nhanh tay, vẫn nhanh tay lắm. Ok, ok, ok. Đi thôi. Phải là tao áp sát nó luôn anh em. Bố mày sợ mày chắc. Tao phải sợ mày cơ. Đi nào những người anh em. Tôi cho nó cắt điện luôn này. Lên trên á. À, nó vẫn lên trên được, nó vẫn lên trên được. 16 viên đạn, vãi nồi tôi rồi. Hình như nó cũng thấy tôi rồi không ạ? Bây giờ còn ít đạn quá, không biết như nào. Lên trên đi. Đúng rồi, lên trên đi, đúng rồi đấy. Ui, đang bắn hay hết đạn. Vãi cả nồi, thế đi. Có hai thằng solo với nhau ấy. Hai bông keo khác nhau mà. Vãi cả trưởng. Cái méo gì vậy, nghe vậy đông vậy. Đông vậy rồi ai chơi. Ui. Má kìa. Sorry anh em nhá. Ôi ôi. Chúng ta dừng lại đây thôi. Đang chơi hay toạch lô đứt dây đàn. Yo ok à, tầm này thì hẹn lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Yo bye bye.